chương trình hoạt động ngoại khóa của nhà trường giúp các em hiểu rõ được lịch sử của đất nước, của dân tộc Việt Nam, tinh thần đoàn kết, yêu thương lẫn nhau vào những ngày cuối cấp. Công ty du lịch chủ đề Theme Travel xin gửi lời chào buổi sáng đến quý thầy cô cùng tất cả các bạn học sinh đang có mặt trên chuyến xe số 2 của chúng ta rồi. Yeah. Ok, cảm ơn các bạn. I got it from my dad. Người đi khắp phương trời, ở nơi xa đó người dân đói nghèo, từ đau thương người đi khắp năm châu, lòng tin mặt trời chân lý sáng soi rọi chiếu sáng dân mình. Hồ 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 Chí Minh, Hồ 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 Chí Minh. Em rất là xúc động khi biết đây là địa điểm mà Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước. Tại địa điểm này thì em và các bạn đã nắm bắt được rất là nhiều thông tin về cuộc đời của Bác Hồ khi ra đi tìm đường cứu nước. Em cảm thấy hàng lớp của em đã gắn kết được với nhau hơn. Bản thân em thì cảm thấy rất là vui và bên cạnh đó đã giúp cho chúng em có thể ôn lại những kiến thức lịch sử của dân tộc. Để có một ngoại khóa vui vẻ như hôm nay thì cảm ơn thầy cô và tất cả phụ huynh đã ủng hộ và cho các tụi em được đi trải nghiệm ngoại khóa. Em rất xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ và thầy cô về đã ủng hộ chúng em có được ngày đi chơi vui vẻ như thế này.